rồi. Tối hôm qua cái đến sáng nay là lượng mưa ở trên đây một phần rất lớn, cho nên là hầu như là cả thành phố là bị ngập lụt rất nặng, nên là có rất nhiều phương tiện là bị ngập lụt, và đơn vị chúng tôi cũng đã huy động 2 xe cứu hộ cùng với là 6 nhân lực là để đi cứu hộ cho các phương tiện bị ngập lụt. Hiện nay thì công ty cũng đang có rất nhiều cuộc gọi điện của các chủ xe để liên hệ để được sự trợ giúp cứu hộ.